sáng sớm của em đây là đi phơi những cây thuốc này. Cây thuốc rất chi là dân dã luôn. Đấy, má mì em đang phụ giúp đây. Cây dứa rừng là dứa dại này, còn đây là cây nhật gió này. Đấy, cây bù cu vẽ này, cỏ xước tại mỏng cho nó dễ khô. Đây là cái vỏ của cây xoài tía, và đây là cây đắng cậy này. Những vị thuốc rất là bình thường. Và đây là cây vông này, cây vông. Và đây là cây đu đủ rừng nhá, đu đủ rừng em phơi để gửi cho thầy. Đu đủ rừng này sáng sớm phơi được bao nhiêu thôi, sáng ra cái là mang máy ra là băm băm chặt chặt. Em dùng máy thôi chứ băm tay thì buổi sớm không được hai bao này đâu. Làm hai bao này phơi ra cho hai nắng là nó khô giòn luôn, chỗ này thì nắng cả ngày luôn. Thuốc thì khá chứ là đẹp, vừa miếng, nó không to quá. Em thấy nhiều anh chị là đi bán thuốc mà cái miếng thuốc nó dày đúng là còn to to gấp đôi bao diêm mà cứng cứng gần chết. Em không tài nào em vặt nó ra được để mà bốc thuốc cho bệnh nhân ấy. Phơi được bê tông này nó nhanh khô, không như ở mình phơi trên bạt. Bê tông thì nhanh khô lắm, nhưng mà cái này bê tông thì nó phải sạch sẽ mới được. Đây là đường đi vào trong miếu người ta. Em phơi luôn trước đu đủ rừng, một loại cây kháng sinh khá chỉ là mạnh. Đây là cái cây bạn em gửi từ Tuyên Quang về tối hôm qua 12 giờ đêm mới đi đón được em nó về đấy. Sáng nay là băm luôn, không để thằng này nó héo thì đúng là ối giời ơi luôn ạ. Đấy, phơi tại mỏng này là trong vòng 1-2 hôm cái là nó khô rong này. Trời nắng bây giờ chỉ có đợt mùa hè này thì gom được thuốc thôi, chứ mùa đông mà để mà phơi được bao nhiêu thuốc thì là cả một quá trình đấy. Mùa đông chỉ có mang đi máy sấy đấy, đợi khô được bao nhiêu lâu lắm. Thì bây giờ mùa hè thì tận dụng thời gian là nắng nôi là em đi kiếm ít thuốc thêm phơi đi để tích cóp dành mùa đông để dùng. Sinh nghề cũng chọn luôn. Đấy, em định bỏ mấy lần em không bỏ được, mày thôi chẳng bỏ được thôi làm luôn đi lành. Phía trước kia là cánh đồng. Xung quanh em thì là nhiều cây cối lắm, rất chỉ là mát luôn. Đấy, nhà em mãi bên kia, nhà em ở lưng đồi, cánh đồng lúa trước mặt, ngô bà con trồng ở trước. Buổi sáng của em ạ.